đời sông núi, anh em ta đắp đời sông núi, quyết bảo vệ sang sáng ta phải chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ gian sản ta phải chết cho quê hương. Vân Khanh xin kính chào quý thính giả. Buổi phát thanh hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2015 và là buổi phát thanh lần thứ 1605 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là bản tin tóm lược trong ngày. Sau đó trong một câu chuyện thời sự, phóng viên Quang Nam có buổi tiếp xúc với bà Dương Thị Tròn, một tín đồ Phật giáo hòa hảo vừa được trả tự do sau 9 năm bị Cộng sản Việt Nam giam cầm. Tiếp nối chương trình là chuyên mục hàng tuần chuyện chỉ có ở Việt Nam. Và sau cùng, chương trình sẽ được kết thúc với phần bình luận của Bảo Ngọc, tựa đề Giấc mơ dậy chết. Đặc biệt chương trình hôm nay được sự bảo trợ lần thứ 10 của ông bà Nguyễn Thanh Trang tại San Diego, California trong lịch vàng 365 ngày năm 2015. Đồng thời để vinh danh ông Lê Phúc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Với hệ thống audio nào, chỉ cần bấm số 1-832-999-1124, quý thính giả có thể nghe đài Đáp Lời Sông Núi qua điện thoại bất cứ lúc nào với giá của một cuộc gọi thông thường. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức với Vân Hà và Bá Cơ. Cựu Trung tá Trần Anh Kim lại bị truy tố về tội âm mưu lật đổ chế độ. Cựu Trung tá Trần Anh Kim, người từng bị án tù đến 5 năm rưỡi, lại bị Công an Thái Bình truy tố về tội danh âm mưu lật đổ chính quyền, theo lời của bà Thơm, vợ của ông Kim. Cần nhắc lại là Công an Thái Bình đã ập vào tư gia để bắt giữ ông Trần Anh Kim vào ngày 21 tháng 9 vừa qua. Vào ngày 1 tháng 10, công an thông báo cho bà Thơm là ông Kim sẽ bị tạm giam thêm 4 tháng và sẽ bị truy tố về tội danh nói trên. Theo cáo buộc của Công an Thái Bình thì khi ập vào tư gia của hai ông bà, công an tìm thấy một tài liệu trong máy vi tính có nội dung xây dựng một lực lượng dân chủ để đối kháng với chế độ. Cần nói thêm là ông Trần Anh Kim từng bị Bạo quyền Hà Nội bắt giam vào ngày 7 tháng 7 năm 2009 cùng với người bạn đấu tranh là Nguyễn Tiến Trung. Cả hai sau đó bị Bạo quyền tuyên án 5 năm rưỡi tù giam với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chế độ. Trong một diễn biến khác thì vào cuối tuần qua, Tòa Đại sứ Úc tại Hà Nội đã tổ chức một buổi gặp gỡ giữa các nhà ngoại giao quốc tế và các thành viên đài truyền hình độc lập Lương Tâm TV để nghe nhóm này tường thuật về vụ công an bắt giữ và đánh đập họ vào ngày 23 tháng 9 vừa qua. Theo tường trình của luật sư Nguyễn Văn Đài thì buổi gặp gỡ có sự tham dự của tùy viên của các tòa đại sứ Úc, Mỹ, Pháp, Anh, Canada, Thụy Điển và Na Uy. Phó Tư lệnh Quân khu 9 tử nạn giao thông. Bộ Quốc phòng Việt Nam lên tiếng xác nhận là Thiếu tướng Phạm Minh Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 9, đã thiệt mạng trong một tai nạn giao thông vào trưa thứ Bảy vừa qua. Theo một số nguồn tin trên mạng, thì khi ấy ông Thắng được chở trên một chiếc xe gắn máy do một người khác cầm lái và húc vào một xe tải. Tai nạn xảy ra vào lúc 3 giờ chiều trên đoạn quốc lộ 61 ở ấp Xẻo Cao, xã Thành Xuân, huyện Châu Thành. Thiếu tướng Phạm Minh Thắng được đưa vào quân y viện 121 để cấp cứu, nhưng qua đời vì bị thương quá nặng. Giới công an Cần Thơ đang mở cuộc điều tra về tai nạn này, nhưng không thấy đề cập gì đến thương tích hay số phận của người lái xe gắn máy chở ông Thắng. Làn sóng bắt cóc thương gia để đòi tiền chuộc mạng tăng cao. Nhiều thương gia giàu có tại Việt Nam liên tiếp bị bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng hay đòi nợ trong thời gian qua. Điều đáng nói là các vụ tống tiền này không chỉ diễn ra tại Việt Nam, mà thậm chí là tại Trung Cộng. Điển hình là một thương gia ở Hà Nội đã bị bắt cóc tại thành phố Nam Ninh bên Tàu vào năm ngoái, và gia đình nhận được lời đe dọa là phải trả 30.000 Mỹ Kim nếu muốn chuộc mạng. Trong một vụ bắt cóc mới nhất là vào cuối tháng qua, thương gia Đào Văn Lợi ở tỉnh Nghệ An đã bị bắt cóc và đến nay vẫn chưa rõ số phận ra sao. Vào năm ngoái, một thương gia ở tỉnh này cũng bị một đồng nghiệp thuê người bắt cóc và tra tấn để ép ông này phải trả lại số tiền vốn đầu tư. Lại bế tắc trong cuộc đàm phán về thỏa ước TPP. Cuộc đàm phán về thỏa ước mậu dịch xuyên Thái Bình Dương một lần nữa đã lâm vào bế tắc sau 5 ngày đàm phán tại thành phố Atlanta của Mỹ.
Vào chiều hôm qua, các bộ trưởng thương mại của 12 quốc gia đi đến quyết định kéo dài cuộc đàm phán thêm một ngày nữa, nhưng cuối cùng đành phải kết thúc chỉ trong vòng 15 phút thảo luận vì không đạt được bất cứ sự đồng thuận nào trong lĩnh vực sữa tươi, phụ tùng xe hơi và bào chế dược phẩm. Ở lĩnh vực dược phẩm, Hoa Kỳ muốn các công ty của mình được độc quyền các loại thuốc do họ sáng chế trong vòng 12 năm. Trong khi đó, Bộ trưởng Úc chỉ muốn tối đa là 5 năm, và các nước khác thì không chấp nhận, vì như vậy giá thuốc sẽ rất cao. Nhật thành lập cơ quan tình báo hải ngoại chống khủng bố. Giới truyền thông Nhật vào hôm qua loan tin là chính phủ xứ này đã có kế hoạch thành lập một cơ quan tình báo đặc trách theo dõi các nhóm Hồi giáo cực đoan ở châu Á, châu Phi và Trung Đông. Tin này được đưa ra chỉ một ngày sau khi một công dân Nhật 66 tuổi bị một nhóm tay súng chặn đường bắn chết ở Bangladesh, mà thủ phạm có lẽ là chi nhánh phiến quân Hồi giáo IS ở nước này. Theo kế hoạch nói trên, thì cơ quan tình báo này sẽ chia thế giới ra làm 4 khu vực nguy hiểm nhất cần phải giám sát chặt chẽ. Đó là các vùng Bắc Phi, Trung Đông, Đông Nam Á và Nam Á. Mỗi vùng sẽ do một tiểu ban phụ trách và sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 4 năm tới. Cơ quan tình báo này sẽ gồm những chuyên viên có kiến thức rộng rãi về các vùng nói trên, thậm chí là thông thạo ngôn ngữ của các nước đó. Nhiệm vụ chính yếu của họ là phân tích các dữ liệu mà chính phủ Nhật thu thập được. Cơ quan này sẽ là một trong những trụ cột chống khủng bố của Nhật trong việc bảo vệ công dân của mình và Thế vận hội Tokyo vào năm 2020. Đất nước Syria có thể bị chia hai. Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố là đất nước Syria có thể phải bị chia hai nếu như muốn chấm dứt nhanh chóng cuộc nội chiến giữa hai hệ phái Hồi giáo là Shiite và Sunni. Trong lời phát biểu trên đài truyền hình vào tối Chủ nhật, ông Hollande bày tỏ sự quan ngại về việc chia cắt này, đặc biệt là khi nước Nga tham chiến trực tiếp tại Syria, khiến cho hệ phái Shiite của Tổng thống Syria nay có nước Nga và Iran ủng hộ, trong khi phe Sunni thì được các vương quốc Ả Rập yểm trợ. Thưa quý thính giả, tù nhân lương tâm Dương Thị Tròn, một tín đồ Phật giáo hòa hảo tại tỉnh Đồng Tháp, vừa mãn án tù và được trả tự do sau 9 năm bị bạo quyền Việt Nam giam cầm. Ngay sau khi trở về đoàn tù với gia đình, bà đã dành cho Đài Đáp Lời Sông Núi cuộc phỏng vấn sau đây. Mời quý thính giả theo dõi và xin nhường lời cho anh Quang Nam. Kính chào bà Dương Thị Tròn. Trước nhất thì thay mặt anh em trong đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, xin chúc mừng bà đã được trở về đoàn tụ với gia đình. Thì xin bà cho biết cảm nghĩ của bà sau 9 năm bị giam cầm trong ngục tù của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thưa bà. Bây giờ nói tôi cũng không có được khỏe, nhưng mà tôi nói gọn là chắc mấy ông cũng là biết là cái đảng Cộng sản Việt Nam này đối với người... người tín đồ Phật giáo hòa hảo như thế nào rồi. Bây giờ tôi thì nói ít thì mấy ông cũng phải hiểu. Chứ tôi thì bệnh mà huyết áp cũng như hôm vừa rồi đó, đi về mà dạy gian ông Phước kêu cấp cứu là một tiếng đồng hồ mà chưa có y tế bác sĩ đó, là mấy ông vẫn biết rồi. Thưa bà đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt vào năm 2006. Qua hai lần xét xử như vậy đó thì họ đã tuyên án bà tổng cộng là 9 năm tù ở. Xin bà cho biết sơ qua về cái bản án của bà vào lúc đó, thưa bà. Nó thử là cũng như là đi... nó đổ là đi giáo dục tâm cộng, nhưng mà hôm cái 2006 là nó bắt đầu đi, tôi về điều ngữ tại nhà là mùng 5 tháng 5 2006, nó nói là cũng như là gây dối trật tự công cộng, thành ra nó đón giữa đường là sao, nó nói gì là nó kêu tôi là án là 4 năm. Rồi sau đó đó thì họ tuyên thêm một cái án nữa, thì cái án sau này là bao lâu và tổng cộng đó là bao lâu, thưa bà? 5 năm tù ở nữa, yeah. Mà tổng cộng 19 năm. Cũng như hồi đó là, cũng như bà Thu á, thì bà tự nguyện, thì tôi ở trong đạo thì tôi cũng tham gia, cũng đi theo tham gia. Là nó kêu là 9 năm, 4, 5 năm tù ở, dùng hai án là 9 năm. Từ trước đến nay đó, thì những tù nhân lương tâm như bà hay là như bà Mai Thị Dung đó, thì rất là thường hay bị trù dập và phân biệt đối xử ở trong trại giam đó. Thưa bà, trong suốt mà 9 năm bà ở tù đó, thì bà ở những trại giam nào? Và ở trong tù đó thì bà có bị quản lý trại giam họ phân biệt đối xử hay là họ làm khó làm dễ gì không, thưa bà? Có chứ, làm cũng như là mới vô thì ra án rồi ở K4 thì bên Bộ Chính trị nó cũng vô làm việc hoài,
là nó kêu tôi phải nhận tội. Tôi cũng cãi với nó là tôi không làm gì đâu mà tôi phải nhận tội. À, tôi đòi hỏi tự do tôn giáo cho được làm lễ đồ đầy đủ thôi. Nó nói là mà đi lên đến đó mà mấy ông biết mà nó kêu ra làm việc hoài. Mấy năm thì nó kêu ra làm việc. Là lúc 2007 thì ở 2007 thì hai nhà ở Cà Tư. Qua 2012 nó đưa về K5. K5 thì nó bắt tôi lao động ra quét. Rồi tôi quét không nổi thì tôi bệnh, tôi cao huyết áp á, tôi quét không nổi có nên cho tôi nghỉ. Dạ thưa bà nói đó là ở trong tù đó thì bà hay bị kêu lên làm việc, thì trong cái những lần làm việc như vậy đó là bà làm việc với ai? Tức là từ bộ chính trị họ vô họ làm việc với bà hay là các quản lý trại giam làm việc với bà thưa bà? Một là bộ chính trị, là cái làm việc đó là nó giới thiệu nói là nó lên là thằng Hải, để tôi kêu nó bằng chú Hải. Bên bộ chính trị nó qua lên làm việc. Thưa bà, cái nội dung làm việc như bà nói đó là họ dụ dỗ bà nhận tội, họ kêu bà nhận tội gì thưa bà? Nó kêu là bà làm gì là sai. Tôi mới nói lại là tôi làm không sai, tôi bị gì tôi nằm bên tôn giáo, là tôn giáo tôi chưa được tự do là tôi đòi hỏi tôn giáo tự do thôi, chứ tôi đâu có làm gì sao, nó dỗ bàn tôi cũng dỗ bàn lại. Thưa bà, khi mà bà không nhận tội như vậy đó thì họ có hăm dọa hay là họ có những cái hành động nào trong những lúc đó không thưa bà? Có chứ, cũng như là nó, cũng như là cái thăm nuôi cũng rất khó khăn. Vô thăm nuôi thì cũng phải vô phòng tiêm khác, cũng như gia đình là không có nói được. Còn hai nữa thì là cũng như là nó đối với mình là cũng như bệnh, bệnh xin thuốc cũng là rất khó khăn. Nó đâu có ở chung với mấy thành nhân khác, nó đưa vào khu, mà nằm bên bộ chính trị á. Bộ chính trị mà nó khép tội mà gây rối hay là bên tội mà chính trị rồi này, nó đưa vô một khu là không cho ai tới lui, là nó bởi vì nó nói là giữ người, chứ thì thật ra là không có biết mặt trời mà không có biết mặt trăng. Nó thiệt chứ mấy ông quan ngang, tôi 9 năm mà tôi chưa biết cái mặt trăng mặt lúc nào mà mặt trời là chỗ nào nữa. Nó thiệt chứ mấy ông quan ngang, tôi ở tù 9 năm tôi chưa biết cái mặt trời với mặt trăng chỗ nào, mặc dù là nó không có nặng nhẹ mình nhưng mà nó cô lập là rất nhiệt ngã. Ai mà thí dụ như người ta vô mà ta lấy giáp hay là gì đó mình hỏi ở đâu cũng không được, bởi vì nó ở là cô lập. Mấy người tội chính trị thì nó nhốt 4-5 người đi vô cái khu đó. Nó thì chứ mấy ông, tôi ở 9 năm tôi không biết mặt trời mọc ở đâu mà mặt trời lặn ở đâu là nói mấy ông biết rồi đó. Bởi vì tôi cũng mệt, tôi bị cái bệnh tôi cao huyết áp, thành ra tôi nói gì tôi cũng hay mệt. Khi mà bị bệnh như vậy đó thì bà có chính thức xin phép trại giam cho bà được đi khám bệnh và chữa bệnh và họ có cho đi không thưa bà? Có, nhưng mà xin nó là xỉu 10 lần á, thì nó chưa cho đi nữa. Chừng nào nó thấy sắp chết á, nó mới đưa đi xuống bệnh viện. Nhưng mà đi xuống dưới á, tôi đi tới bệnh viện là tôi xỉu rồi. Rồi mấy ông bồng tôi đi vô khám đâu tôi không biết, chừng tôi tỉnh lại á, thì cũng có khám. Rồi vì cái trại giam á mà mới là đưa to đằng mà cho người nhà tôi mua thuốc uống. Tôi đi đưa bệnh viện để tới bệnh viện, đi tới bệnh viện là tôi xỉu rồi đó mấy ông. Mấy ông bồng vô đỡ cái ống có lỗ mũi gì đó. Tôi cái chừng tôi tỉnh lại là tôi thấy quá trời đông rồi. Thưa bà, là một tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý tại tỉnh Đồng Tháp, bà là từng là trưởng ban phụ nữ của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý tại đây, và trước đó thì bà đã nhiều lần tổ chức các cuộc biểu tình mà lên án cái chính sách đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó. Thưa bà, sau 9 năm ở tù thì bà có dự định là bà sẽ tiếp tục theo đuổi những cái việc đấu tranh của bà từ trước tới nay không ạ? Tiếp chứ, mấy ông đảng cộng sản nhà nước này kia hồi lúc đi về mà mấy ông còn đi về còn hỏi chứ bà về bà còn đi đấu tranh nữa không? Tôi nói chừng nào không còn có tự do tôn giáo là tôi ở nhà, còn miếng không còn tôi còn đấu tranh nữa, chết tôi cũng lùi vô. Sáng mai này tôi về tôi còn nói với mấy ông mà nói ở trại ăn hết mà nó cũng nói là thôi bây giờ cũng như là chị già rồi đi gì nói đi, tôi nói già hả, đi không nổi lết, bởi vì tôi giữ cái đạo tôi chưa được tự do thôi. Tôi nói với mấy ông hồi sáng này vậy mà biết, tôi nói hồi sáng vậy nè, nói thiệt với mấy ông nha, bữa nay tôi về anh em nghĩ mến mình lên các cánh rơi là khoảng chừng 300 người, nhưng mà một cánh đó thì 5-10 người, 20-30 người thôi mà dồn lại nghĩ mình nó lên thăm 9 năm tù đi về nó chặn lại nó không cho lên một người nào hết trơn á, rồi anh em người ta trốn đó, mấy ông lén cũng như đi đò này không được đi đò khác đó, thì len lỏi đi qua cho cùng được về một người cũng được ăn ngủ tôi được. Thay mặt quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi xin cảm ơn bà Dương Thị Tròn. Cảm ơn quý đài.
Quý thính giả thân mến, ở những quốc gia chậm tiến, trình độ hiểu biết của người dân thấp kém nên tham nhũng thường xảy ra. Với các nước theo cộng sản, vừa chậm tiến vừa độc tài đảng trị thì tình trạng tham nhũng còn tệ hại gấp bội. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua chuyên mục Chuyện chỉ có ở Việt Nam, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi tiếp bài của Thục Phi Vì sao ta nghèo, phần 6, quốc nạn tham nhũng qua sự trình bày của Tâm Anh. Theo từ điển tiếng Việt, tham nhũng là hành vi lợi dụng quyền hành để hạch sách, tham ô. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, tức Transparency International, tham nhũng là lợi dụng quyền hành để gây phiền hà, khó khăn và lấy của dân. Ở Việt Nam, tham nhũng từ lâu đã trở thành quốc nạn. Cộng sản Việt Nam đang lớn tiếng cảnh báo tham nhũng đang đe dọa sự tồn vong của chế độ và đã hô hoán phòng chống nó như một loại giặc nội xâm. Theo đánh giá thang điểm mới đây của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, tham nhũng ở Việt Nam trong 3 năm qua, 2013, 2014 và 2015, vẫn dừng ở mức 31 trên 100 điểm. Nhà nước Cộng sản Việt Nam thông báo rằng, cùng với sự ổn định kinh tế, ổn định chính trị, tham nhũng cũng đã giữ được thế ổn định. Thật vậy, trong suốt nhiều năm qua, việc phòng chống tham nhũng ở Việt Nam đã đem lại kết quả không đáng kể. Sau đây là vài lĩnh vực chủ yếu mà các giới chức Cộng sản Việt Nam đang tung hoành vơ vét của dân. Ngoài miếng mồi béo bở nhất là những dự án về phát triển kinh tế, xã hội, lĩnh vực tổ chức cán bộ cũng đang nổi lên những sự kiện tai tiếng nhất hiện nay. Trước tiên phải nói đến bộ máy tổ chức, hệ thống tư pháp. Đó là các tòa án, viện kiểm soát và cơ quan thi hành án. Hệ thống này được tổ chức từ trung ương đến cấp huyện, quận, thị xã. Theo đó, trung ương có toàn quyền điều động, cất nhắc, đề bạt, sắp xếp biên chế. Bởi vậy, hàng chục năm nay, tràn lan những cán bộ của bộ máy tư pháp địa phương trên toàn quốc là những con em, người thân quen của giới chức trung ương mới ra trường được gửi đến các tỉnh, quận huyện trên cả nước để tập sự, nhảy vào biên chế nhà nước một cách dễ dàng mà không cần thi tuyển. Nhờ có cơ chế, chính sách này, các quan chức cộng sản ở trung ương đã gặt hái, vơ vét được món tiền không hề nhỏ. Theo thời giá hiện hành, mỗi suất hối lộ ít nhất là 200 triệu, nhiều là 300 triệu đồng, thông qua thương lượng, mặc cả và tùy theo mối quan hệ thân quen của từng đối tượng. Và tùy theo đặc điểm từng vùng, vùng càng xa, giá càng rẻ, và ngược lại. Ở các địa phương cấp tỉnh, thành, từ lâu đã có luật bất thành văn. Theo đó, họ quy định trong giới lãnh đạo là các thành viên trong ban, thường vụ, tỉnh ủy, thành ủy, được quyền gửi những con em, người thân của mình vào các cơ quan hải quan, thuế vụ, quản lý thị trường của tỉnh, với giá từ 4 đến 5 suất. Người được giới thiệu vào các cơ quan trên, ngoài món quà hối lộ cho chủ của mình lúc ban đầu, theo thông lệ hàng tháng, vẫn phải nạp đầy đủ đều đặn cho chủ của mình với mức giá từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng, tùy mức thu nhập cao hay thấp, dựa vào vị trí, chức vụ. Việc cống nạp này tiếp diễn cho đến khi người chủ nghỉ hưu hoặc bị mất chức. Nếu như trước đây, chỉ những người trực tiếp nắm bộ máy tổ chức cán bộ mới có điều kiện tham nhũng, thì ngày nay sự độc quyền đó đã không còn. Nếu như trước đây những người làm công tác đảng, công tác chính trị tư tưởng được cho là trong sạch, thì ngày nay gần như đã đảo ngược. Có cơ hội nào kiếm chắc được, thì người đứng mũi chịu sào cơ hội đó đều biết đến những lãnh đạo cấp trên của mình. Và nếu cố tình không biết đến, thì sẽ được lãnh đạo gợi ý, thăm hỏi, quan tâm. Thi tuyển công chức là dịp được lãnh đạo các cấp đặc biệt quan tâm. Chủ tịch hội đồng thi tuyển công chức ở cấp nào có trách nhiệm lo lắng, phân phối, bảo đảm trong ấm, ngoài êm ở cấp đó. Khỏi cần lãnh đạo gợi ý mà vị chủ tịch hội đồng này trực tiếp phân phối cho lãnh đạo cấp trên mình có cổ phần được ăn chia trong dịp này bằng cách gợi ý cho sếp gửi một vài đối tượng tham gia thi tuyển. Những người được giới thiệu
chỉ cần đưa tiền cho người chủ của mình là bảo đảm đỗ đạt. Sau khi phân phối khá công bằng và sòng phẳng cho các sếp trên, số còn lại, hội đồng thi tuyển quyết định chọn ai, bỏ ai, trên cơ sở số tiền hối lộ, và bằng mọi cách đưa ra phương án ăn chia, bảo đảm cho mọi thành viên trong hội đồng được hài lòng. Và cuối cùng mới bàn đến phương án thủ thuật để những ứng viên trúng tuyển. Tuyển mộ công chức của nhà nước cũng là một phương cách để có thu nhập rất đáng kể cho những người nắm quyền hành. Một chức vụ có 3 ứng viên nạp đơn. Những người nằm trong diện sẽ tuyển chọn, được lãnh đạo thông báo trực tiếp. Và ngay lập tức, cuộc chạy đua được khởi phát. Liên tiếp hết chức danh này đến chức danh khác. Hết ứng viên này đến ứng viên khác. Hết thời kỳ này sang thời kỳ khác. Các ứng viên ngược xuôi lo lót để hy vọng được cất nhắc. Thất vọng dịp này lại hy vọng dịp khác. Liên tục cuốn hút trong vòng xoáy cạnh tranh, hy vọng có dịp thành đạt. Vì sao ta nghèo? Vì một đất nước đầy dẫy những quan tham. Chuyện chỉ có ở Việt Nam. Thưa quý thính giả, thiên đường xã hội chủ nghĩa là một sự lừa đảo trắng trợn và khôi hài. Chính vì thế, toàn dân Việt Nam, từ những kẻ bần hàn nhất như cụ bà bán vé số để kiếm sống qua ngày, đến con gái cưng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Phượng, đều ngày đêm mơ về cái xã hội tư bản dễ chết. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Bảo Ngọc với tựa đề Giấc mơ dễ chết sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Đã là giấc mơ thì ai cũng có quyền mơ cho mình một giấc mơ đẹp nhất. Nếu không là thiên đường thì cũng ít nhất là hạnh phúc tràn đầy. Nhưng tại sao lại chỉ cần một giấc mơ dễ chết? Bởi vì có một sự thật, đó là người Việt Nam chúng ta chỉ cần có một cuộc sống như tư bản dễ chết mà Cộng sản vẫn tuyên truyền thì đã quá thừa hạnh phúc, mà cái thiên đường của Cộng sản không bao giờ có được. Và cũng chỉ cần cái giấc mơ mang tên dễ chết đó thì đã không có thảm cảnh nông dân Văn Giang, Long An, Nam Định, thảm trạng của gia đình Đoàn Văn Vương hay những cái chết oan ức của những Phan Thanh Sơn, Đặng Ngọc Viết, vân vân. Nói về câu chuyện một người dân hiền lành và chất phác Đặng Ngọc Viết đã cho thấy anh vì quá uất ức do mâu thuẫn về đất đai với quan chức địa phương tham nhũng ở Thái Bình mà liều mình bắn chết một, làm bị thương 3 tên quan tham, rồi anh tự sát. Mới thấy thấm câu nói dân gian,
con dung xéo mãi cũng quằn. Sinh mạng con người là cái gì đó thật quý giá thiêng liêng. Anh Đặng Ngọc viết chắc rất hiểu câu của đi thay người. Vì mất của cải rồi thì có thể tạo lại được bằng sức lao động của mình, chứ mất mạng thì coi như xong. Nhưng chắc chắn một điều rằng anh đã bị dồn vào bước đường cùng mới có những quyết định như đã xảy ra cách đây chưa lâu. Trong một xã hội, khi khoảng cách giàu nghèo cách biệt quá xa, mà cái nghèo lại có nhiều loại, nghèo vì không đủ khả năng để sắm sửa đua đòi cho bằng chị bằng em, hay nghèo đến độ dù lao động cực lực mà vẫn bữa đói bữa no, thì xã hội bất an loạn lạc cũng bắt đầu từ đây. Cái nghèo cũng xuất phát từ chính cái bất công mà một xã hội độc tài toàn trị đem lại đã khiến cho con người quá khổ cực. Chúng ta có thể nhận thấy chủ nghĩa tư bản xuất xứ từ châu Âu, nơi đẻ ra ông tổ của chủ nghĩa cộng sản là Marx Engels, nhưng vẫn duy trì một hệ thống an sinh xã hội để không chỉ những người nghèo có được những trợ cấp tối thiểu để sống, để con người trong xã hội đó không phải đi xin ăn, cướp giật ai, và còn để những người giàu có thể hưởng thụ cuộc sống an lành trong xã hội mà ai ai cũng ít nhất có cơm no, áo ấm. Nhưng trong chế độ cộng sản thì điều này lại hoàn toàn không hề xuất hiện. Tại những nước tư bản bị cộng sản vu cáo là dễ chết, thì khi người lao động bị thất nghiệp, họ vẫn nhận được một năm tiền thất nghiệp bằng mấy chục phần trăm lương như lúc còn đi làm. Rồi năm thứ hai là trợ cấp thất nghiệp trong lúc xa cơ thất thế. Xuống mức tận cùng là trợ cấp xã hội cho bất kỳ thành phần nào trong xã hội bởi lý do không kiếm được việc làm hay do lười biếng làm việc hoặc làm việc chui, vân vân. Ngân sách của những nhà nước tư bản cung cấp cho các khoản chi xã hội nhiều hay ít tùy theo hoàn cảnh kinh tế mỗi nước để bảo đảm cuộc sống mọi người dân của họ không rơi vào cảnh bần cùng sinh đạo tặc. Nó khác hẳn với xã hội cộng sản Việt Nam mang danh là thiên đường, nhưng con trai thì phải cướp giật, hay con gái thì phải bán đời mình để cứu giúp gia đình, còn trẻ em thì phải bỏ học đi bới rác, cụ già phải lùi củi đi bán từng tấm vé số để sống qua ngày. Ngoài những chi phí căn bản được thanh toán từ trợ cấp xã hội, mỗi đứa trẻ từ lúc sinh ra đến lúc 25 tuổi được chính phủ chu cấp một số tiền nhất định mỗi tháng, bất kể cha mẹ đứa trẻ giàu hay nghèo. Trong thời gian học hành cũng miễn phí cho đến khi lên đến đại học. Mỗi người dân khi đến tuổi hưu đều nhận được lương hưu do cấp bậc lương lúc đi làm, hoặc dù không đi làm vẫn nhận được trợ cấp hưu trí từ quỹ an sinh xã hội. Vậy mà trong khi đó tại thiên đường cộng sản, hàng ngày ra đường người ta cứ gặp lệ phí, về nhà cũng gặp lệ phí, con em đi học thì lệ phí chồng lệ phí. Thậm chí giá một chiếc xe hơi đắt bằng 3 lần xe hơi ở Campuchia chỉ vì thuế chồng thuế. Nói cách khác, sống trong cái gọi là thiên đường cộng sản thì người ta phải chịu hàng trăm cái thòng lọng vào cổ, nên những cái chết như anh viết vì quá uất hận là không hiếm có. Chính vì vậy, thật đúng, khi người ta đang sống trong thiên đường mà cũng chỉ dám mơ giấc mơ nhỏ nhoi, đó là giấc mơ dễ chết. Và như vậy, để biến giấc mơ dễ chết thành sự thật thì mỗi người chúng ta phải nỗ lực thay đổi. Chúng ta không thể trông chờ vào một phép màu đến trong giấc mơ. Chúng ta phải biến những mong ước thành hiện thực vì nó nằm trong tay tất cả chúng ta. Hãy cùng bước tới để tự cứu mình khỏi thảm cảnh hiện nay, vì còn cộng sản là còn lắm những giấc mơ không có thật. Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Lê Phúc, sinh năm 1951, thuộc Hội Phật Bảo Tăng Sứ Ân Đàn Đại Đạo, bị bắt vào ngày 5 tháng 2 năm 2012 với bản án 15 năm tù giam, một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Đáp Lời Sông Núi đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.